Kính chào quý vị. Tôi trân trọng gửi đến quý vị một bài tổng hợp viết về tiểu đoàn 33 trong trận chiến Tết Mậu Thân để đánh đuổi bọn thổ phỉ ra khỏi đất Sài Gòn thân yêu của chúng ta. Với bài viết này, hy vọng giới trẻ sẽ hiểu nhiều hơn về những trận đánh vào Tết Mậu Thân trân trọng mời quý vị nghe tiểu đoàn 33 biệt động quân và tết mậu thân tác giả thiên lôi bài viết này tổng hợp theo tài liệu của khối quân sự phòng 5 bộ tổng tham mưu quân lực việt nam cộng hòa phóng viên việt nam thông tấn xã tường thuật tại chỗ khác với mọi năm Tết Mậu Thân 1968. Dân chống thủ đô Sài Gòn và các tỉnh thành đốt pháo nhiều hơn. Với những tràng pháo tiếng nổ lớn, nhỏ, rền vang khắp liên hồi. Nhưng, đột nhiên lẫn lộn trong tiếng pháo có tiếng súng của Việt Cộng, khởi sự tấn công. Hậu phương thanh bình, phút chốc trở thành tiền tuyến. Lợi dụng Việt Nam Cộng Hòa bỏ dưới nghiêm và thực hiện lệnh hưu chiến mà chính việt cộng cũng đã long trọng ưng thuận cộng sản việt nam đã mở cuộc tấn công gọi là tổng công kích tổng nổi dậy trên toàn lãnh thổ miền nam tự do cộng sản đã cho khai hỏa gần như đồng loạt trên tất cả các mục tiêu mà chúng đã lựa chọn xâm nhập tại thủ đô sài gòn chợ lớn gia đình đêm mồng một rạng mồng hai Tết lúc hai giờ sáng những toán đặc công các tiểu đoàn chủ lực miền và những đơn vị chính quy thuộc các công trường tức sư đoàn có bí số năm bảy chín đã âm thầm lén lút xâm nhập và tạm chiếm những mục tiêu quan trọng trong thủ đô như đài phát thanh quốc gia Sài Gòn cổng số bốn của Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một phần nhỏ, Tòa đại sứ Hoa Kỳ, khu vực đường Trần Quốc Toàn, Nguyễn Kim, trường đua Phú Thọ, Phú Thọ Hòa và vùng phụ cận. Bên gia đình, chúng cũng đã ém quân tại đồng Ông Cổ, ngã năm Bình Hòa. Phía đông nam Sài Gòn, ngã đường đi Cần Duộc, địch cũng xâm nhập và khống chế đồng bào từ ngã bạc ký thủ ôn, giáo sứ bình an, mà Linh Mục Hoàng Quỳnh là tránh sứ. Từ lúc bắt đầu Cộng sản nổ súng, các đơn vị, cơ quan phòng sở của Việt Nam Cộng Hòa có bị bỡ ngỡ, lúng túng vì chỉ có 50% nhân số ứng trực, thậm chí có nơi dưới 50% vì tính trung thực tôn trọng thỏa thuận hư chiến. Phần nhiều những người vắng mặt đã được cho về phép đón xuân cùng với gia đình theo truyền thống thiêng liêng của dân tộc. Ngay sau đó, các đơn vị quân đội thiện chiến có nhiệm vụ bảo vệ vòng đai xa của biệt khu thủ đô. Liên đoàn 5 biệt động quân sáng sớm ngày mùng 2 Tết đã được lệnh cấp tốc về giải tỏa quét sạch bọn Việt Cộng ra khỏi những nơi chúng đã xâm nhập, tạm chiếm. Trung tá Đào Ba Phước, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 5 Biệt Động Quân đã nhanh chóng đặt bộ chỉ huy hành quân tại ngay bộ tư lệnh biệt khu thủ đô để được dễ dàng điều động và liên lạc. Thiếu tá Nguyễn Văn Đường, Liên đoàn Phó, Liên đoàn 5 Biệt Động Quân cũng nhận nhiệm vụ lập bộ chỉ huy nhẹ, lưu động để trực tiếp chỉ huy mặt trận, nào tình thế cần đến. Ông đã chỉ huy cánh quân giải tỏa vùng địch, chiếm từ ngã ba đường ngô quyền Trần Quốc Toàn, đánh dài vào đến trường đua Phú Thọ, ngã ba vườn lai Phú Thọ Hòa, và sau đó đến khu vực ngã năm Bình Hòa, Gia Định. Lợi dụng bóng đêm, và sự sơ hở của các đơn vị canh phòng một tiểu đoàn thuộc trung đoàn đồng nai việt cộng đơn vị đặc công đã vượt sông sài gòn chỗ bến đỏ bình cuối gần cầu gò dưa tiến chiếm khu cầu kinh cầu sơn thường được gọi là sở dầu tới ngã ba hàng xanh có lẽ ý định của địch là hướng về ngã đinh tiên hoàng nguyễn bình khiêm nơi có nhiều cơ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa trú phòng như Cục An ninh Quân đội, Tổng cục Chiến tranh Chính trị, nhưng vì không thuộc đường, bị phát giác và bị trận đứng tại bót Cảnh sát Quốc gia Hàng Xanh. Sáng sớm ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, tiểu đoàn 30 biệt động quân từ Thủ Đức được lệnh về giải tỏa khu vực này đẩy quân cộng sản xuống sông tiêu diệt chúng tại mặt trận này tiểu đoàn 30 mươi biệt động quân cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đánh đuổi giặc cộng trước hết là việc cộng chiếm và ép dân chúng không cho di tản và tại đây có một chi nhánh chữ nhiên liệu vẫn quen gọi là sở dầu để tránh tối đa thiệt hại cho dân chúng cũng như không gây hỏa hoạn cho kho chứa nhiên liệu. Biệt động quân đã phải đánh bằng cách không dùng phi pháo. Tiểu đoàn 38 biệt động quân đang làm nhiệm vụ phòng thủ và tiểu trừ cộng phỉ tại vùng huyện Nha Bè, mật khu rừng sát, cũng nhận được lệnh dùng phương tiện hải quân đổ bộ lên bến Bạch Đăng, rồi di chuyển về thanh toán địch quân tại khu vực Ngô Quyền Trần Quốc Toàn tới phú thọ hòa cánh quân này được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của thiếu tá liên đoàn phó liên đoàn 5 biệt đồng quân được tăng cường một chi đoàn thiết quân vận m một trăm mười ba phối hợp hành quân riêng tiểu đoàn ba mươi ba biệt động quân chúng tôi khối quân sự phòng năm tổng tham mưu muốn nhấn mạnh đến nhiệm vụ của đơn vị này cũng như hai tiểu đoàn bạn có nhiệm vụ giữ an ninh xa cho biệt khu thủ đô. Tiểu đoàn 33 biệt động quân phụ trách tìm diệt những thành phần du kích. Chủ lực của địch muốn xâm nhập từ lãnh thổ quận Bình Chánh và một phần lãnh thổ của huyện Hóc Môn. Tiểu đoàn 33 phối trí như sau. Rải quân hoạt động tại các vùng Tân Kiên, Chợ Đệm, Tân Quý Tây, Hưng Long, và vòng qua khu vực Đa Phước Cầu Ông Thìn, giáp ranh huyện Cần Duộc, Long An. Điều đáng lưu ý là tiểu đoàn băm ba chỉ sử dụng có 3 đại đội, trung đội thám báo và bộ chỉ huy tiểu đoàn, còn lại một đại đội trấn giữ tại mật khu Lý Văn Mạnh, tức khu vườn thơm. Một căn cứ nhỏ được lữ đoàn 199 bộ binh Hoa Kỳ phối hợp với Liên đoàn 5 Biệt động quân thiết lập vào giữa năm 1967. Một vị trí quan trọng kiểm soát, theo dõi và ngăn chặn mọi sự di chuyển, xâm nhập của Việt Cộng từ các vùng Ba Thu, Đồng Tháp, Campuchia xâm nhập. Sau khi Lữ đoàn 199 Hoa Kỳ thay đổi nhiệm vụ căn cứ này được giao lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn đảm nhận. Luôn luôn có mặt ngoài đại đội biệt động quân. Tiểu khu gia định cắt cử một đại đội địa phương quân đến đồn trú tại đây, đặt thuộc quyền điều động của biệt động quân. Và cũng vì thế, tiểu đoàn 33 biệt động quân thường chỉ sử dụng ba đứa con để đi làm ăn. Thời điểm phát súng đầu tiên của giặc cộng bắn ra để tấn công vào thủ đô Sài Gòn, thì tiểu đoàn 33 biệt động quân đang hành quân tìm và diệt các đơn vị Việt Cộng đang lén lút hoạt động bám trụ tại rạch cầu tràm cần dược Long An. Trong một cuộc đột kích đêm vào ấp Mỹ Lộc nằm dọc theo tả ngạn rạch cầu tràm do đích Thên, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 33 biệt động quân chỉ huy hai đại đội 2 và 4. Kết quả 11 tên bị hạ tịch thu 3 khẩu súng AK-47, một súng B-40. Đây là lần đầu tiên tịch thu loại súng này tại chiến trường Vendo và những dụng cụ như nồi, chảo, võng tải thương chứng tỏ đơn vị cấp lớn đã quanh quẩn trong vùng này. Đúng 3 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, tiểu đoàn 33 biệt động quân được lệnh khẩn cấp rời vùng trách nhiệm hành quân về thủ đô để đánh địch. Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Văn Thiệt, tiểu đoàn trưởng danh hiệu tử thần, đã điều động các đại đội 2, 3, 4, trung đội thám báo và bộ chỉ huy băng đồng tiến về Sài Gòn. Tiểu đội khinh binh thuộc đại đội 3, tiểu đoàn 33 đi đầu, vừa tiến vào khu vựa vịt nam cầu nhị trên đường gần ngã ba ký thủ ôn thì địch nổ súng việt cộng đã chiếm vùng này cũng là lúc tiểu đoàn nhận lệnh thanh toán một đơn vị chủ lực thuộc trung đoàn đồng tháp việt cộng đang khống chế đồng bào giáo sứ bình an và tìm cách tấn công ty cảnh sát quốc gia quận 7. chúng bố trí ẩn nấp trong nhà dân đào hầm hố phòng thủ kéo dài từ ngã ba Bình An vào đến gò Sáu Vi, bến đá đối diện với cảnh sát quốc gia Kiều Công 10. Tất cả mọi ngã đường dẫn vào nội ô gần như bị cô lập. Người ta không thể biết chính xác con đường nào an toàn và đường nào thì không an toàn. Tiểu đoàn 33 đã đánh dập một mình, không có ai bên cạnh để Điều đáng nói, đối với các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì đây là lần đầu tiên họ phải tác chiến trong thành phố. Quan sát, nhận định tình hình, Đại úy Tử Thần, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 33 Biệt Động Quân đã ra lệnh cho các đứa con phải tránh thiệt hại cho dân chúng, đánh theo từng toán nhỏ yểm trợ cho nhau, tiến chiếm từng căn nhà tiêu diệt từng ổ kháng cự bằng vũ khí cơ hữu, sử dụng lựu đạn, vũ khí cá nhân như M16, đại liên tối tân M60, nặng nhất là M79 và M72, không sử dụng đến phi pháo và chỉ yêu cầu phi cơ L19 bay quan sát phía trên để chỉ điểm mà thôi. Khó khăn đối biệt động quân là mặt trận Bình An từ ngã ban liên tỉnh lộ đi Cần Duộc, Long An, dài đến gò Sáu Vi, không có cơ sở chính quyền, đồn bóp quân sự, và hoàn toàn là nhà của thường dân các cơ sở thương mại. Sâu vào bên trong, qua khỏi cầu Bà Tàng là bót cảnh sát Vị Quang, một cuộc cảnh sát nhỏ, thuộc ti cảnh sát quốc gia quận 7. Đại đội 3, tiểu đoàn 33 được sử dụng làm nỗ lực chính, mũi nhọn tấn công. Xung phong, danh hiệu của Trung úy Trịnh Thanh Xuân, đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 33 đã có mặt ngay trên tuyến đầu với trung đội 1 của đại đội 3. Sung Phong đã cùng những thằng em lần lượt thanh toán từng nấc thang của mục tiêu nhà này sang nhà khác lấn chiếm từng căn hầm từng hố cá nhân của địch đục thủng từng vách nhà có lúc đã phải chậm lại vì những hàng rào kẽm gai của các tư gia tự rào ngăn cách với hàng xóm chiến sĩ biệt động quân đã phải tận dụng mọi khả năng tác chiến và kinh nghiệm cá nhân để diệt địch điều thuận lợi cho ta và sự ngu dại của địch là chúng đã chui vào một cái túi, không có đường ẩn trốn. Cách duy nhất là chúng dùng dân chúng để phòng thân. Nhờ địa thế hẹp bề ngang chỉ có chiều dài. Sau đó, nhận thấy nếu chỉ một mình đại đội ba, quân số sẽ phải dàn mỏng, sẽ vất vả hơn trong việc thanh toán địch. Do đó, đại úy tử thần, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 33 biệt động quân đã chuyển đại đội 3 của tiểu đoàn 33 sang bên cánh trái, dọc theo kinh cần duộc, tăng cường thêm một toán chuyên sử dụng súng M72 để triệt hạ súng cộng đồng và thanh toán các công sự hầm hố của địch. Đại đội 4 của tiểu đoàn 33 biệt động quân được điều động lên đi bên cánh phải, lấy con lộ nhựa làm chuẩn. Đại đội 2 của tiểu đoàn 33 vẫn nhiệm vụ làm thành phần trừ bị. Trung đội trinh sát thám báo, bảo vệ bộ chỉ huy tiểu đoàn. Lần lượt các mục tiêu được thanh toán theo nấc thang giải thoát cho dân chúng. Tuy khó đánh, mức độ tiến quân có chậm vì hầu hết dân chúng còn đang bị giặc cộng kìm giữ trong nhà, chưa thoát ra được trận chiến diễn ra thật cẩn trọng để tránh thiệt hại cho dân nhất là sinh mạng con người nhưng rồi trở ngại cũng được giải tỏa vì dân chúng đã tự tìm cách vùng thoát khỏi sự kìm giữ con tin của giặc cộng điều đặc biệt bất cứ người dân nào thoát ra chạy về phía biệt động quân đều chỉ điểm chỗ ẩn nấp của địch và mô tả các loại súng mà địch có ở trong tay Nhờ vậy, bị động quân biết rõ địch và thanh toán chúng được dễ hơn phần nào. Sau những giờ phút đánh đuổi quyết liệt và sự chống trả điên dại của địch, tiểu đoàn 33 mà đại đội 3 và đại đội 4 làn nỗ lực chính đã quét sạch một khu vực rộng lớn. Biệt động quân đã tiến gần đến cầu Bạch Tàng. Bên kia cầu, khoảng cách chừng vài trăm mét là bót cảnh sát vị quan toán khinh binh vừa tiến đến gần cầu thì súng địch từ trong ngôi chùa bên bờ rạch từ những hầm hố ẩn giấu dưới những góc bền lùm ô rô phía trái bắn ra khá mạnh đại liên và có cả b 40 được sử dụng nhằm cản sức tiến của biệt động quân tự thần ra lệnh cho Trung Quý Xuân dừng lại. Đại đội 4 được lệnh chuẩn bị vượt cầu Bà Tàng. Trong lúc đại đội 4 giả như sắp xung phong qua cầu Bà Tàng, thì đại đội của Trung Quý Xuân lặng lẽ, men theo từng lùm dừa nước, từng lùm cây ô rô, trườn mình xuống con kinh, vượt qua bờ bên kia. Đại đội 3 đã phải bò, phải trườn, từng thước đất tiến sát đến chỗ địch ẩn nấp, hoàn toàn im lặng. Khi đã đến chỗ thích hợp, lệnh tấn công được ban ra, tiếng súng của đại đội 3 rộ lên từng chập. Địch cũng phản ứng bằng những loạt B-40, đại liên, bắn liên hồi. Nhưng vì bị tập hậu nên địch chỉ cầm cự được chừng 15 phút chịu không nổi với các loại súng M72, M79, M60, lựu đạn M26 và M16 đồng loạt nổ dậy trời cùng với tiếng la hét sát sát vang lên tiếng của xung phong ồ ề cất lên trình tử thần mấy thằng con tôi hút gọn tuổi nó rồi chín thằng banh ta lồng ôm được một ông hoàng tử lưng gù tức đại liên do đông đức sản xuất hai b bốn mươi và năm ak địch có mấy đứa còn sống bỏ chạy về ngã phong đước một vài thằng lũi về phía đến đá gia đình lớn có thể cưỡi lưng con rùa được rồi đó bên trái đã thanh toán xong đại đội bốn bắt đầu vượt qua cầu bạch Tàng, đã tưởng sẽ gây go nhưng đại đội bốn đã nhanh chóng ủi sạch những tên đang bám chặt phía đầu cầu bên kia mặc dù chúng cố gắng bắn xối xả để mong chặn sức tiến của chiến sĩ mũ nâu tuy nhiên chúng cũng không phải là đối thủ đối với những con beo đen của rừng núi sinh lây chúng đã chịu không nổi phải bỏ hầm hố để chạy về phía vị quan rõ ràng Việt Cộng đã hoảng loạn và mất tinh thần. Chúng cố tìm đường chạy thoát. Kết quả đại đội 4 thu được của địch 8 khẩu AK-47, một trung liên APD, thường được gọi là trung liên nồi. Đại đội 3 tiểu đoàn 33 biệt động quân khi tiến đến cách mục tiêu bót cảnh sát vị quan chừng gần 100 mét thì dừng lại toán kinh binh báo cáo tại cổng tránh nhân viên cảnh sát mặc áo giáp đội nón sắt gác như bình thường trung úy Trịnh Thanh Xuân hiểu ngay đây là một trò đánh lừa trẻ nít ông cho lệnh dừng lại bố trí đích thân Đại đội trưởng lên ngay tuyến đầu quan sát đúng như điều ông nghĩ chúng không phải cảnh sát cũng ngay lúc đó Bộ Chỉ huy Hành quân Liên đoàn 5 Biệt động quân cho biết trong vị quan không còn một cảnh sát viên nào. Anh em đã kịp thời di tản ngay trong đêm từ lúc Việt Cộng nổ súng tấn công. Chắc chắn đây là Việt Cộng dùng một xác chết đồng bọn thay quần áo cảnh sát và đặt ngồi tại vọng gác giả như một cảnh sát viên đang làm nhiệm vụ trực gác để đánh lừa quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đánh nhận định tình hình chính xác. Trung úy Trịnh Thanh Xuân báo về cho bộ chỉ huy tiểu đoàn. Đồng thời ông quyết định cho Trung đội 1 và tiểu đội thám báo do Thiếu úy Hoành đình tập chỉ huy. Vòng qua sau so lưng mục tiêu đánh tập hậu địch đích thân đại đội trưởng sẽ chỉ huy những đứa con còn lại đánh ngay chính diện. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cách nghi binh. Nhiệm vụ thanh toán địch sẽ do trung đội 1 và thám báo là chính. Khi trung đội 1 của đại đội 3, tiểu đoàn 33, biệt động quân, bò đến sát mục tiêu, chỉ còn khoảng 30 mét dừng lại và đợi. 5 phút trôi qua, lệnh nổ súng được ban ra các loại súng cùng lượt khai hỏa M72 phá hàng rào M79 bắn liên tục hàng rào đã được phá sập một khoảng lớn tiếng hô sông phong sắt vang dậy cả hai mặt trước và sau bót cảnh sát đã tưởng trận đánh gay go và khó thanh toán nhưng thực tế thì lại ngược lại chỉ trong vòng 15 phút, biệt động quân đã chiếm được mục tiêu thanh toán gọn gàng, mặc không một tổn thất. Quân số Việt Cộng không nhiều, chỉ chừng hơn một tiểu đội. Sau khi khai thác một tên bị bắt sống, thì được biết đây là đám tàn quân của Trung đoàn Đồng Tháp bị lạc đơn vị, cấp chỉ huy không có, không có lệnh, khủng hoảng và đã đói khát mấy ngày rồi không có ăn. Nên chúng không còn tinh thần để kháng cự lại sức tiến của biệt động quân nên bị thanh toán nhanh chóng. Đại đội 3, tiểu đoàn 33 biệt động quân đã lấy lại trọn vẹn cuộc cảnh sát vị quan mà chỉ bị thương có hai chiến sĩ. Đặc biệt, biệt động quân tiêu diệt hoàn toàn toán Việt Cộng từ thủ. Ngoài số vũ khí tịch thu của địch gồm có 3 AK-47, một súng chống chiến xa B-40, lựu đạn và đạn dược. Còn có đáng kể là toàn bộ số vũ khí của anh em cảnh sát lúc di tản không mang theo kịp, bị địch chiếm. Nay đã được các chiến sĩ mũ nâu của đại đội 3, tiểu đoàn 33, biệt động quân thu hồi đầy đủ các loại như tiểu liên, M3, cặp M1, trung liên 3, vân vân và giao lại cho lực lượng cảnh sát quận 7 Đô Thành Sài Gòn. Sau khi cuộc cảnh sát vị quan được giải tỏa, thì cái gọi là tổng công kích tổng nổi dậy của Cộng sản tấn công vào thủ đô Sài Gòn, các tỉnh, thị xã của Việt Nam Cộng Hòa đã kể như thất bại hoàn toàn chỉ còn lại mặt trận thừa thiên huế là đang diễn ra quyết liệt địch cố níu chặt lấy những vị trí chúng đã tạm chiếm quân lực việt nam cộng hòa và đồng minh cũng nhất quyết triệt hạ không để bất cứ một tấc đất nào cho địch bám giữ phải thanh toán bằng mọi giá để đem lại an ninh cho đồng bào Đại đội 3, tiểu đoàn 33, biệt động quân, với trận đánh nghĩa địa triều châu thất bại 100% trong cái gọi là chiến dịch tổng khởi nghĩa tổng nổi dậy tết mậu thân ngoài việc thành công của lực lượng cộng sản là gây cảnh nhà tan cửa nát thiệt hại về tài sản của dân chúng chỉ riêng tại thủ đô sài gòn đã lên đến hàng trăm triệu đồng hàng ngàn căn nhà bị thiêu rụi tệ hại hơn bất cứ điều tệ hại nào có thể xảy ra là trong lúc giao tranh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngược lại, với ta là cố hết sức bằng mọi cách tránh thiệt hại cho dân chúng, thì Việt Cộng lại đốt nhà dân để lợi dụng khói lửa hầu tàu thoát ở những nơi chúng biết không còn cách nào đương cự lại. Tàn binh Việt Cộng rút chạy về các mật khu trong rừng sâu hoặc phân tán mỏng trú ẩn tại các làng mạc rải rác bao quanh các thành phố tuy đã thua đã thất bại nặng về quân sự về tuyên truyền nhân dân tổng nội dậy giải phóng toàn miền nam tất cả đã gần như phá sản thành phần quân sự của mặt trận giải phóng được coi như bị tiêu diệt đến hơn 90%. Nhưng tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Hà Nội vẫn chưa từ bỏ ý định làm lại một lần nữa ý định tấn công quân sự vào thành phố. Trong chiến lược tổng tấn công đợt nhất, chính Việt Cộng đã nhận nó sai lầm dùng lực lượng võ trang dành đều tấn công cùng một lúc tại khắp nơi. Thật ra, chiến lược dùng quân sự tấn công phải mạnh hơn thiện chiến hơn đối phương dù là đã lợi dụng được yếu tố bất ngờ trong khi đó việt cộng so với quân lực miền nam đã không thiện chiến hơn không mạnh hơn bởi nhiều yếu tố quân cộng sản không có không quân phương tiện di chuyển cũng thua sút không thuộc đường và điều tối quan trọng dẫn đến sự thất bại nặng cho chúng là sự lầm tưởng rằng thành phần dân chúng sống tại các đô tỉnh thị miền Nam sẽ nổi lên theo chúng để lật đổ chính quyền. Nhưng đến khi vào thành phố, giao liên dẫn đường bị chết hay bị thất lạc. Và quan trọng nhất, không có một người dân nào hợp hay nổi dậy như chúng tuyên truyền. Thế là quýnh quán không biết phải làm sao, đành kiếm chỗ nào đó cố thủ, hoặc bắt nhân chúng làm con tin để rồi bị đánh tàn tác. Cứ ứng nhau không được, mạnh ai nấy tìm đường thoát ra để về nơi an toàn là các mật khu. Qua cuộc tấn công vào đô thành Sài Gòn đợt 2, Việt Cộng đã thay đổi rõ rệt, không tấn công và chiếm cứ được bất cứ một vị trí quân sự hay công sở nào mà chia quân xâm nhập chiếm giữ các khu nhà dân. Khởi sự từ ngày 5 tháng 5 năm 1968 đến ngày 12 tháng 5 năm 1968, thì Việt Cộng bị đánh bật ra khỏi những nơi chúng đã chiếm. Tuy nhiên, trong đêm 14 rạng sáng ngày 25 tháng 5, 68, lực lượng Việt Cộng lại xâm nhập qua hai ngã, ngã phía Bắc Gia Định và ngã phía Nam chợ lớn. Lần này, chúng cũng lợi dụng được những sơ hở của vòng đai phòng thủ, nên các phần tử địch đột nhập và rải quân chiếm giữ tất cả những địa điểm then chốt trong khu vực như các tòa nhà lớn, nhà máy, xí nghiệp, các nơi tôn nghiêm. Ngoài ra, các khu đất trống, cây cối rậm, các nghĩa trang, gò mạ, chúng cũng bố trí đào hầm hố công sự phòng thủ. Sau đó, mỗi đêm lại tăng viện thêm. Ngoài ra, để hỗ trợ và gây hoang mang, về cộng pháo kích vào thành phố bằng các loại vũ khí nặng như hỏa tiễn 122 ly, súng cối 106 ly, 82 ly và cả cối 61 ly. Gần như liên tục, hàng đêm chúng đót hỏa tiễn vào các đường phố như Nguyễn Cảnh Trân, khu vực nhà đèn, chợ quán, đường Nguyễn Huệ, nhà cảnh sát đô thành trong đó có một trái 122 ly, rơi trúng khách sạn Katina, đường Nguyễn Huệ. Xa hơn thì những khu dân cư chung quanh phi trường Tân Sơn Nhất, ngã ba ông Tạ, nhà may Chiến, Taylor. Gần ngã tư Bảy Hiền cũng bị trúng đạn sụp mất tầng lầu 3, tầng 2 hư hại nặng. Rất may, gia đình ông Chiến ngủ tại tầng chết nên thoát chết. Cũng cần nói là lần này quân bộ chiến của địch được tăng cường rất mạnh. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phương cách tổ chức lực lượng nhằm truy diệt cộng quân cũng vẫn chia thành các khu vực theo mẫu tự A, B, C, D, E, F. Tuy nhiên chỉ khác hơn là có một vài thay đổi nhỏ về nhân sự như thay vì trong đợt một đích thân đại tướng cao văn viên tổng tham mưu trưởng là tư lệnh chiến trường nay được trao lại cho trung tướng lê nguyên khang tư lệnh quân đoàn ba vùng ba chiến thuật chỉ huy liên đoàn năm biệt động quân vẫn chịu trách nhiệm hành quân giải tỏa khu d chợ lớn dưới quyền chỉ huy của trung tá đào bá phước trong đó, các đơn vị trực thuộc được bố trí Tiểu đoàn 33 biệt động quân phụ trách khu vực Bình Thới Cầu Tre. Tiểu đoàn 38 biệt động quân phụ trách khu vực Minh Phụng. Tiểu đoàn 41 biệt động quân phụ trách khu vực Phú Định. Tiểu đoàn 30 biệt động quân phụ trách khu vực Bình Đông. Các đơn vị biệt động quân này phải hoạt động trên địa bàn của các quận hành tránh 6, 7, 8. Ngoài 4 tiểu đoàn chủ lực trên, Bộ Chỉ huy Khu D có đại đội 5 trinh sát biệt động quân và chi đoàn 5 thiết kỷ 1, một đại đội giang thuyền phụ trách vùng quận 6. Lần tấn công này vào đô thành Sài Gòn chợ lớn, Cộng sản còn thực thi các kế hoạch tàn phá kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa song song với sự tấn công, bắn xẻ, giả dạng quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa để trận tại các khoảng đường vắng hoặc không ai ngờ đến. Chúng vờ chặn xét giấy tờ của các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đi lẻ tẻ để sát hại như trường hợp xảy ra tại một địa điểm gần rạp chiếu bóng cao đồng hưng gia đình. Chúng đã giết hai quân nhân, trong đó có một sĩ quan ngành quân nhu Việt Nam Cộng Hòa. Trung úy Bùi Nguyên Tuấn đi từ nhà vào đơn vị bằng xe Vespa. Ngoài ra Việt Cộng pháo kích vào hãng Equipment chiếm đóng hãng dệt Sikovina tại Thủ Đức. Trận đánh quan trọng đã diễn ra giữa ta và địch. Có thể nói sau trận giao tranh, lực lượng cộng sản tại vùng này đã coi như kiệt quệ, tan hàng, còn lại rút chạy tứ tán khắp nơi để rồi bị diệt trọn. Trận chiến đã diễn ra từ trưa khoảng một giờ đến tối tại cầu tre Tân Thới Phú Thọ Hòa. Cách trường đua Phú Thọ lối hơn 3 km về phía tây bắc. Trực tăng bỏ trang, phản lực và có lúc cả Đại Bác đã phải can thiệp để yểm trợ cho biệt động quân quần thảo với địch hết sức quyết liệt. Phía địch, Việt Cộng đã dùng cả súng liên thanh phòng không, súng thượng liên 12 ly 8 để bắn máy bay và bắn thẳng vào biệt động quân đang từng bước đẩy chúng xuống âm phủ. Người ta hiểu tại sao Việt Cộng cố sống chết để bám chặt. Chúng chống trả thật cuồng nhiệt bởi vùng này là một trong mấy đường mà Việt Cộng dùng để xâm nhập địa điểm đặt súng cối, hỏa tiễn 122 ly, pháo kích vào thủ đô, đồng thời cũng là tuyến tiếp tế, đường rút chạy của chúng về cầu sáng, vườn thơm đức hòa của chúng. Trận đánh xảy ra tại Nghĩa Địa Triều Châu vào lúc tiểu đoàn 33 biệt động quân được giao nhiệm vụ vào thay thế tiểu đoàn 3 của Hoa Kỳ vừa rút đi trao trả khu vực hành quân F được sát nhập vào khu D do biệt động quân trách nhiệm. Dường như Việt Cộng đã bám sát vào lực lượng Mỹ từ lâu nhưng tránh đụng độ. Khi lực lượng ta tới, chúng tưởng ngon, chúng đánh liền. Tiểu đoàn 33 biệt động quân do Đại úy Nguyễn Văn Thiệt danh hiệu tử thần chỉ huy. Phóng viên chiến trường của Việt Tấn xã cũng như trong cuộc hành quân giải tỏa khu vực Bình An quận 7 đi theo đại đội 3. Lần này phóng viên cũng lại bám sát bên cạnh Trung úy Trịnh Thanh Xuân. Vị sĩ quan đại đội trưởng trẻ tuổi chỉ huy mũi nhọn tấn công địch đã diễn tiến như sau. Vào khoảng 12 giờ 30 trưa, tại chỗ đóng quân bình thới trung úy trịnh thanh xuân đang sắp sửa ăn cơm thì có máy gọi từ bộ chỉ huy tiểu đoàn tiểu đoàn trưởng tự thần ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng hành quân vì có tin chính xác việt cộng đang tập trung rất đông quanh nghĩa địa triều châu nhìn trên bản đồ thì địch xuất hiện chỉ cách sân bắn bình thới không có 200 trăm mét theo đường chim bay. Địa điểm ghi nhận có địch nằm trong khu tam giác cạnh Tân Hóa, ngay ngang Tân Hội, cách cầu tre chừng 1 km, và gần trại Phú Bình cũng không quá 2 km. Thế là bữa ăn đành phải dẹp lại, cả tiểu đoàn xuất phát hành quân khẩn cấp. Trung úy đại đội trưởng Trịnh Thanh Xuân đã điều động đại đội. Trung đội 1 do Trung Sĩ Nhất Trần Sòn, một hạ sĩ quan thâm niên quân vụ và thiện chiến, mang 40 binh sĩ tạt qua cánh đồng trồng rau muống, băng thẳng vào khu gò mà phía tay mặt. Trung đội 3 do Trung Sĩ Nhất Tăng Ly bảo vệ ban chỉ huy đại đội đi phía trái cũng nhắm mục tiêu khu gò mà. Trung đội 2 của chuẩn úy Út và tiểu đội thám báo gồm toàn những chiến sĩ gan lì được tuyển lựa kỹ, nhiệm vụ đánh ngay chính diện. Không lâu, sau khi biệt động quân vừa rời khỏi hương lộ 14, tức đường Phú Thọ nối dài, tạt qua chùa Giác Viên và vừa ló vào gần nghĩa địa Triều Châu là chạm súng. Địch khai hỏa ao ạt như vải sản. Trung đội của Trung Sĩ Nhất Trần Sòn đang ở vào thế giữa đồng trống trần trừ là chết trần Sòn quyết định thật nhanh anh hô trung đội xung phong thẳng vào ngay các ổ súng địch tuyến bố trí thứ nhất của việt cộng bị đánh thổ chúng lui về tuyến hai cùng lúc đó toàn trung đội một vội nhào ngay xuống giao thông hào do địch đào sâu tới ngang cần cổ thế trận tiếp tục diễn ra trong cách nhà đạn và từng gò mà từng ngôi mộ ta lấn chiếm từng cái từ cái này qua cái khác việt cộng đã dựa vào các vị trí có sẵn là các ngôi mộ xây kiên cố chúng đào hố phòng thủ sát bên từng gò mà trận chiến gần đến độ việt cộng ngó thấy ta mà ta cũng nhận mặt từng tên địch Chúng mặc quần áo đồng phục màu xanh lợt mà người ta có thói quen gọi là màu xanh kaki nam định. Dây đạn đeo đầy người, túi đạn B40 trước ngực, thập thò sau các chướng ngại vật. Ngày phút đầu tiên, tử thần đã nhận định đây là đơn vị chính quy địch qua hỏa lực địch dàn chào mũ nâu. Chỉ 10 phút đầu, Việt Cộng đã bắn tới tấp 14, 15 trái đạn B40 hợp đồng với Thượng Liên, Đại Liên AK47 quạt xối xả về hướng tiến của tiểu đoàn 33 biệt động quân. Lợi dụng địch đang dồn hỏa lực Hồng đốn ngã trung đội 1. Đại đội trưởng Trịnh Thanh Xuân đẩy trung đội 3 ban chỉ huy đại đội xung phong ào lên chiếm căn nhà có lò bốn bên mặt của khu rau muống nhưng xui xẻo là đối diện với điểm tựa này. Phía bên kia là hai cây đại liên và một tổ B-40 của địch. Chúng đã bắn tới tấp về phía ta, khiến cho bốn binh sĩ của ta bị thương nặng. Trung úy Xuân đã nhanh tay dùng súng M-79, loại vũ khí tối tân cùng các xạ thủ khác bắn nhồn dập để khóa họng chúng, làm tê liệt ổ kháng cự này điều gây thắc mắc cho anh em biệt động quân. Bị bắn như thế, dù đã im tiếng, nhưng sao vẫn không thấy những tên còn sống rút chạy hay ra hàng. Ta dự đoán có lẽ xạ thủ của chúng đã bị khóa chân vào với súng, nên không còn đường nào khác là phải chơi tới đâu được thì chơi để rồi chết. Muốn dứt điểm nhanh chóng ổ kháng cự, hạ sĩ nhất thám báo Trần Đắc Hiệp đã đứng lên khơi khơi chìa nòng súng M79. Và đúng lúc đó thì một tên Việt Cộng cũng dơ lên cây AK-47. Chợt nhận ra hai bên cùng chào nhau cùng một giây, cùng bóp cò đã rời khỏi nòng. Thì cũng là lúc hai kẻ chào nhau bằng súng đều ngã gục. Bên trúng viên đạn AK lùng nón sắt chích ngay tức khác. Tên địch thì ôm trọn trái M79, thân xác tanh bành. Kéo theo cả ổ súng mai phục tại căn nhà này, cũng về cõi âm cùng một lúc. Trước đó một giây, Trung úy Xuân chỉ kịp hét lên, hey, Hiệp coi chừng! Nhưng chữ chừng chưa ra hết, thì Trần Đắc Hiệp đã ngã bật về phía sau, đầu ngả lên bờ rào máu từ trán chảy xuống nhuộm đỏ cả khuôn mặt đẹp và ướt hai vai xót xa tức uất vì cái chết của đứa em giỏi gan lì trung uy xuân cũng đứng lên hét lớn xung phong xung phong đồng thời hạ sĩ luật định nhảy ra kéo xác hiệp nhưng việt cộng cũng đeo sát tử thi này chúng đã bắn xối xả đạn cày tung đất chung quanh chỗ hiệp nằm luật đã thoát chết chỉ trong gang tấc đang phân vân tìm cách lấy xác của hiệp ra phía sau thì bỗng nhiên một người đàn ông đi cùng với mẹ đang bị kẹt trong chỗ giao tranh ẩn núp phía sau lưng trung quý xuân anh ta bò lên kề sát bên trung quý xuân nói tụi nó canh súng anh em lên nó bắn nguy hiểm chết thêm đó để tôi giúp mấy anh chưa dứt câu anh ta cởi ngay cái áo thung cua cua trên đầu và rất bình tĩnh đi thẳng lưng đến chỗ hiệp ngủ việt cộng cũng không chịu tha chúng nhắm người đàn ông bắn tới tấp thấy quá nguy hiểm cho ông ta các chiến sĩ biệt động quân cũng dồn hỏa lực tối đa bắn yểm trợ cho ông ấy người đàn ông thật quả là anh hùng ông đã nằm ngửa kê sát hiệp trên tay dùng hai chân chòi trên mặt đất để kéo lê xác chết từng đoạn ngắn dưới hai luồng đạn rồi mang được hiệp về tuyến biệt động quân hỏi ra mới biết anh tên là hai néo làm nghề thuộc gia bên Phú Bình về thăm mẹ kẹt luôn. Để đền đáp sự hy sinh và lòng can đảm của ông Hai Néo, Trung Quý Xuân đã quyết định giao nhiệm vụ bảo vệ mẹ con Hai Néo cho hạ sĩ Tân Điếc, một chiến sĩ thám báo liều lĩnh và nhanh nhẹn đến độ coi như điếc, không nghe thấy tiếng súng của địch. Trời càng về trưa, trận chiến càng trở nên quyết liệt. Nhờ có công sự phòng thử tốt là những ngôi mà xây kiên cố và các căn nhà tôn kế cận. Địch đã làm trì hoãn sức tiến của đại đội 3. Ngược lại, bên cánh phải của mục tiêu, đại đội 4, tiểu đoàn 33 tương đối dễ hơn vì địa thế thuận lợi cho sự tấn công. Đại đội 4 đã nhô cao hơn bên trái từ bộ chỉ huy tiểu đoàn trên con lộ đất đỏ phân chia nghĩa địa triều châu cách tuyến đầu chừng 70 mươi mét từ thần cầm máy gọi đại đội trưởng đại đội 4. vinh quang đây tử thần anh hãy cho con cái ngưng lại vì con còn đang ở giữa anh và xung phong cho mấy thằng nhỏ lui xuống bọc bên hông phải để chuẩn bị tiếp tay cho con cái thằng ba. Để nó bẻ cổ con gà cổ hoang đang gáy tầm bậy ở trong góc trái đó. Nghe rõ? Dạ, tôi nhận tử thần năm trên năm. Lúc này đại đội ba đang gặp sức kháng cự rất mạnh của địch từ một quần thể lăng mộ gần khu lò bún. Tử thần quyết định cho lệnh ba chiếc thiết giáp M113 tăng phái lên tiêu diệt ổ hỏa lực địch. Nhưng chiếc thứ nhất vừa lừ lừ tiến lên, thì một loạt ba trái đạn chống chín xa của địch phóng ra. Chúng đạn bốc cháy. Dù trước ngọn lửa bốc cao, cháy bùng như đuốc, anh em biệt ông quân đã không nao núng, phản ứng thật gan dạ và bình tĩnh. Bình nhất châu đi sát bên tử thần và một đồng đội đã nhảy lên xe thiết giáp một người lo chữa cháy một người dùng ngay súng đại liên trên xe bắn chính xác vào tuyến địch lửa được dập tắt con cua đồng này đã biến thành pháo đài bắn yểm trợ cho hai con còn khỏe cùng các chiến sĩ mũ nâu tiến lên thanh toán địch trận chiến càng lúc càng quyết liệt con cua thứ hai gầm thét vừa lăn xích tiến được chừng 5 mét thì lại trúng đạn chống tăng bốc cháy lần này việt cộng liều lĩnh định nhào lên chiếc xe nhưng đã bị biệt động quân chặn lại bắn hạ hàng loạt tiểu đoàn trưởng nhận định đã đến lúc phải dứt gọn địch bất thần trận điện nổi lên một đoàn người quái lạ hình thù quái đản nhào lên quét ngã từng toán Việt Cộng. Nhất định phải thu dọn chiến trường xong trước khi mặt trời xuống và cũng cương quyết không cho địch còn cơ hội trốn chạy hay tăng viện. Tiểu đoàn trưởng quyết định cho thêm hai chiếc thiết giáp nữa vào vị trí tác chiến thay thế hai đồng bạn bị cháy. Hỏa lực của cua đồng và của beo đen phối hợp nhịp nhàng tiễn chân bày vịt con chết chồng chất lên nhau đồng thời tự thần gửi đại úy ti đoàn phó cấp tốc về bộ chỉ huy hành quân liên đoàn năm biệt động quân dùng trực thăng cnc bay quan sát trên vùng giao tranh để theo dõi nhận định về địch quân để có được quyết định chính xác khoảng cách hai bên đã quá gần trận ác chiến đã lên tới mức cao vượt bậc. Máy bay CNC đã đến, cùng với hai trực thăng võ trang bay theo. Trên trực thăng, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn băm ba biệt động quân đang theo sát từng chuyển động của địch và gọi xuống cho bản bên dưới. Nhưng cũng chính lúc này, phòng không của địch bắn lên trúng một chiếc trực thăng của pháo binh Hoa Kỳ bay ở độ cao quá thấp trực thăng bị cháy, phải rời vùng khẩn cấp. Hỏa lực từ trời cũng đã dự phần. Hai chiếc gân ship bay vần vũ trên đầu địch theo sự hướng dẫn của CNC. Rocket minigun xả xuống theo những đường thẳng như kẻ chỉ. Hỏa tiễn phát tung từng hầm hố, đặt đại liên đuổi theo từng nhóm địch cuốn cuồng đào tàu. Về phần mình, biệt động quân đã không bỏ qua cơ hội bắt đầu đứng thẳng lưng bắn hàng loạt đủ mọi loại đạn mà họ đang có trên tay về phía địch 3 giờ 40 phút địch thật sự chịu không nổi sức tấn công mãnh liệt của biệt động với sự hỗ trợ của hỏa lực thiết giáp trực thăng võ trang địch phải bỏ nghĩa địa lui vào khu lò bún lợi dụng những dãy nhà tôn, bách gạch để hy vọng là trì hoãn sức tấn công của ta. Đến đây mới đúng là lúc giờ tiễn đưa bảy con của quỷ. Đại đội 3 và đại đội 4 được lệnh lập thành một vòng cung, cùng đánh ép vào mục tiêu cuối. Cách đánh trong thành phố được áp dụng, từng nhà, từng con hẻm, thậm chí có căn nhà địch ở dưới ta ở trên đánh xuống. Nghe giống như một chuyện ngược đời, vì chiến sĩ mũ nâu đã leo từ ban công nhà này đánh qua nhà khác. Những trái M72, M79 được gửi chính xác vào từng cửa sổ. Đại liên M60, súng cá nhân M16 chờ sẵn. Những tên sống sót bung chạy, đốn tiếp, dứt điểm. Đến lúc này thì những tên còn sống sót lại dở trò gian ác, tàn nhẫn. Chúng đốt nhà để lợi dụng lửa cháy, hầu có thể lùi trốn. Do đó một số tên đã chạy thoát về hướng bưng vĩnh lộc, bình trị đông, bình Chánh. Bây giờ là đúng 5 giờ chiều, mặt trận đã được coi như thanh toán xong. Các trung đội được bung rộng lục soát, thu dọn chiến trường đứng trên một gò mà Trung úy Trịnh Thanh Xuân báo cáo chiến tích và thiệt hại của đại đội ông. Cách đó khoảng gần 100 mét, các anh em thuộc đại đội 4 cũng đang thu nhặt chiến lợi phẩm. Đại đội trưởng cũng đang kiểm lại quân số báo cáo thành tích và thiệt hại. Tổng kết trận đánh nghĩa địa Triều Châu như sau. Số Việt Tổng chết tại chỗ trong các hầm hố trong những đống gạch ngói hoang tàn nằm chồng lên nhau tại bãi đất ngăn cách nghĩa địa và khu lò bún đếm được 206 tên những xác chết gồm cả xác 17 phụ nữ bắt sống được 11 tên trong đó có tên chính người tiểu đoàn và một nữ giao liên cư ngụ ngay tại phường Bình Thới quần áo của đơn vị này màu xanh đọt chuối chứng tỏ đây là quân chính quy của Bắc Việt. Toàn bộ vũ khí tịch thu có 42 súng AK, 47, 9 súng B40, 2 đại liên phòng không 12.8, 1 súng cối 61 ly, 1 đại bác không giật 75 ly và 312 lựu đạn bộc phá, đạn dược vào khoảng trên 1.000 viên. Ngoài ra các chiến sĩ mũ nâu 33 còn thu nhặt được một số vũ khí của Việt Cộng bị cháy trong lúc chúng đốt nhà để chạy. Đặc biệt, ta tịch thu được của địch 214 mặt nạ chống ngạt, nhãn hiệu Trung Cộng, hơi lạ mắt đối với mặt nạ của Hoa Kỳ sản xuất. Mặt nạ Trung Cộng làm bằng ni lông mỏng màu xanh có ống dưỡng khí xanh lợt, có vẻ xấu xí không được ngầu như loại quân lực Việt Nam Cộng Hòa được trang bị. Thiệt hại về phía ta, 28 hy sinh, trong đó có 3 hạ sĩ quan, 2 sĩ quan chuẩn úy, một là biệt động quân, trung đội trưởng Nguyễn Công Út và chuẩn úy Thạch, chi đội trưởng Thiết Giáp. Người sĩ quan còn quá trẻ chết cháy, tay vẫn còn siết chặt trên cò súng. Kế bên là tài xế Võ Đình Chi, chết ngồi trong buồng lái và 38 biệt động quân bị thương và bốn chiến sĩ thiết giáp bị thương vì bị phòng lửa. Hai thiết quân vận M113 chúng đạn chống tăng, hư hại nặng, cũng phải kể thêm một trực tăng quan sát của pháo binh Mỹ loại OH-6 bị chống đạn thượng liên của địch phải đáp khẩn cấp tại sân trường đua phú thọ nhưng may mắn không có người bị thương và phi cơ không bị cháy vũ khí bảo toàn qua điều tra sơ khởi tài liệu của địch bỏ lại được biết tiểu đoàn 33 biệt động quân được tăng phái thiết quân vận và sự yểm trợ hỏa lực của trực thăng võ trang đã tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 272, sư đoàn 9 cộng thêm một đại đội bí số 45 đặc công cộng sản. Tin chiến thắng được báo về Bộ Chỉ huy Hành quân Liên đoàn 5 Biệt Động Quân. Mặc dù đã làm 7 giờ tối, tiểu đoàn nhận được lệnh dọn thật kỹ chiến địa để đón tiếp thượng cấp đến thăm khen thưởng. Các binh sĩ đã tưởng thượng cấp sẽ là chỉ huy trưởng binh chủng Đại tá Trần Văn Hai, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 5 Biệt Đồng Quân, Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô, chẳng dè ngoài những vị trên, thượng cấp lại là Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Chủ tịch Thượng nghị viện Việt Nam Cộng Hòa, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông Tổng Giám đốc Y Dược Viện OPV Tháp Tùng. Quả thật là một cuộc thăm viếng quá bất ngờ của thượng cấp. Trung tá Đào Bá Phước, chỉ huy mặt trận khu vực D, đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 33 biệt động quân đã hướng dẫn thượng cấp đi thăm từng đơn vị nhỏ, trung đội, đại đội và quan sát chiến trường còn ngổn ngang xác giặc và chiến lợi phẩm. Sự khen ngợi đã được gửi đến cho quân nhân các cấp tiểu đoàn 33 biệt động quân và các đơn vị tham chiến thật nồng nhiệt. Phái đoàn thượng cấp ra về lúc 7 giờ 45 phút tối và cũng vào lúc này là giờ chính thức khai tử của tiểu đoàn 2 trung đoàn 272 công trường 9 bởi các tay súng của tiểu đoàn 33 biệt động quân thiết giáp trực thăng võ trang dưới sự chỉ huy thao lược của các cấp chỉ huy giỏi như tiểu đoàn trưởng từ thần đại đội trưởng Trịnh Thanh Xuân, đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 33 biệt động quân. Có lẽ nhờ vào chiến thắng lừng lẫy này của tiểu đoàn 33 biệt động quân, mặt trận vùng Phú Thọ Hòa đã trở lại an ninh, nhiệm vụ bảo vệ dân chúng được giao lại cho các đơn vị bản như cảnh sát dạ chiến. Sau đó ít lâu, toàn thể quân nhân các cấp thuộc tiểu đoàn 33 biệt động quân đã được thăng lên một cấp. Tiểu đoàn trưởng tự thần lên thiếu tá. Tiểu đoàn phó và các sĩ quan tham mưu, các đại đội trưởng đều có lon mới là Đại úy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dĩ nhiên, Trung úy trẻ tuổi Trịnh Thanh Xuân là người lãnh công đầu. Thêm vào đó, tiểu đoàn cũng được tặng thưởng rất nhiều hy chương các loại kể cả anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Cảm ơn quý vị đã nghe. Thiên lời